Đón xem những câu chuyện độc đáo và kỳ lạ tại Độc Lạ TV. Đăng ký ngay kênh YouTube Độc Lạ TV để theo dõi những thông tin thú vị và mở mang kiến thức mỗi ngày. 5 nhóm mafia nguy hiểm nhất thế giới. Các nhóm mafia tồn tại khắp nơi, có hàng trăm, thậm chí hàng nghìn nhóm khác nhau, và mỗi nhóm tội phạm này có phong cách riêng. Sau đây là 5 nhóm mafia nguy hiểm nhất thế giới. Camorra. Camorra là một trong nhóm tội phạm đầu tiên ở Ý, lần đầu tiên được nhắc đến vào thế kỷ 18. Nhóm hình thành tại thành phố Napoli, và kỳ lạ là sau vài thế kỷ, họ vẫn không chuyển địa điểm, dù các thành viên đã có mặt trên khắp thế giới. Khác với mafia Sicilia Cosa Nostra, họ luôn quan tâm đến chính trị. Nhóm Camorra luôn ưu tiên lợi ích vật chất. Họ kiếm tiền từ việc bán cocaine và xuất khẩu rác. Tại Ý, nhà nước vẫn chưa thể xử lý được các nhóm này dù đã có nhiều biện pháp khác nhau. Còn tại Mỹ thì hầu như tất cả mafia Ý đã bị tiêu diệt. Trúc Liên Bang là một trong các nhóm tội phạm có ảnh hưởng nhất ở Đài Loan. Họ hoạt động cả trên đảo, cả trên đất liền của Trung Quốc. Họ có ảnh hưởng tại châu Á, châu Âu và Mỹ. Có giả thuyết cho rằng các đại diện của họ thậm chí có mặt tại Bắc Triều Tiên, và người bảo kê cho họ chính là lãnh đạo đất nước. Nghề chính của họ là giết thuê và đòi nợ. Ngoài ra, họ kiểm soát ngành cờ bạc. Nói chung, các nhóm mafia ở Trung Quốc được gọi là Hội Tam Hoàng. Từ xưa, đó là các nhóm tội phạm mà các hoàng đế và đảng Cộng sản không thể nào tiêu diệt được. Mara Salvatrucha. Nhóm những chú kiến lang thang hay MS-13 xuất hiện ở Los Angeles vào những năm 1980, nhanh chóng giành được tầm ảnh hưởng lớn và được coi là một trong những nhóm tàn nhẫn nhất của Bắc Mỹ và Nam Mỹ. Ban đầu các thành viên đến từ Salvador, sau đó các tội phạm gia nhập từ Mexico, Guatemala, nói chung là từ Mỹ Latin. FBI cho rằng họ có đến 80.000 thành viên trên khắp thế giới. Ngoài những việc quen thuộc của các nhóm mafia, giết người, cướp của, mại dâm, tống tiền, Mara Salvatrucha hợp tác với các băng đảng ma túy, buôn vũ khí và giúp nhập cư trái phép vào Mỹ. Tin đồn về sự tàn nhẫn của họ làm cho ai cũng phải khiếp sợ. Hiếp dâm tập thể, bắn người hàng loạt, chặt đầu và các bộ phận cơ thể là những điều họ thường xuyên làm. Yamaguchi Gumi. Mafia Nhật Bản Yakuza là một biểu tượng như sushi hay anime. Thương hiệu này bao gồm hàng chục nhóm, trong đó lớn nhất và có tầm ảnh hưởng nhất là nhóm Yamaguchi Gumi. Những ông trùm của họ được biết rõ ở các nước ngoài. Mỹ còn có lệnh cấm vận đối với từng cá nhân để ngăn chặn các công ty và cá nhân Mỹ giao dịch với họ. Các nhóm Yakuza dù cạnh tranh với nhau nhưng đa phần có các nguyên tắc tương tự nhau. Có những nghi lễ đặc biệt cho người mới gia nhập. Yamaguchi Gumi còn tổ chức bài kiểm tra đầu vào. Họ thường xăm người bằng các hình xăm rực rỡ và nếu mắc lỗi gì đó thì bị chặt ngón tay. Tội phạm Nhật đã nghĩ ra cách hiệu quả để kiếm tiền, Sokaza. Họ mua cổ phần tại các công ty, sau đó tìm ra các bí mật về ban lãnh đạo công ty hoặc bí mật kinh doanh, sau đó tống tiền để giữ bí mật. Tổ chức xã hội đen Solen Sepkaya. Các tội phạm đến từ Nga là nhân vật không thể thiếu của các bộ phim hành động Mỹ. Do đó có thể nghĩ rằng mafia ở Nga là mạnh nhất thế giới. Tất nhiên là khó có thể chứng minh điều đó. Vào những năm 90, hầu như ở thành phố nào cũng có các nhóm tội phạm có tổ chức. Một trong những nhóm nổi tiếng và thành công nhất là Solen Sepkaya. Ban đầu họ quản lý các tay cờ bạc bịp, sau đó mở rộng sang các hoạt động khác, bắt cóc, giết người, mại dâm, tống tiền. Nhờ quan hệ thân mật với mafia Ý và các băng đảng ma túy của Nam Mỹ, họ đã thiết lập đường dây cung cấp và vận chuyển ma túy. Mafia Nga có một lịch sử kỳ lạ và là thuật ngữ để gọi chung băng nhóm tội phạm xuất thân từ các nước Liên Xô cũ. Người Việt lần đầu tiên chạm trán băng Solen Sepkaya có lẽ khi restaurant rất nổi tiếng Cửu Long của người Việt tại Moscow bị chúng cướp không trắng trợn vào đầu những năm 90 của thế kỷ trước. Từ Việt Nam Business Insider.vn, Độc Lạ TV tổng hợp và đưa tin. Đón xem những câu chuyện độc đáo và kỳ lạ tại Độc Lạ TV. Đăng ký ngay kênh YouTube Độc Lạ TV để theo dõi những thông tin thú vị và mở mang kiến thức mỗi ngày.